Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phát triển sản phẩm chủ lực. Thưa quý vị, các ngành sản xuất của Việt Nam đang có mức tăng trưởng mạnh trong các tháng liên tiếp gần đây, theo báo cáo của S&P Global. Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam tháng 7 đạt 54,7 điểm, mức cao nhất từ tháng 11 năm 2018. Sản lượng tăng mạnh do số đơn đặt hàng mới đã tốt lên tháng thứ tư liên tiếp. Tốc độ tăng sản lượng sản xuất tháng 7 đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2011. Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh khiến các nhà sản xuất tăng sản lượng và tốc độ tăng trưởng đã nhanh gần bằng mức cao kỷ lục. Trước đó, số liệu tháng 7 do Tổng cục Thống kê công bố ghi nhận sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 7 ước tính tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ 2023. Tính chung 7 tháng, IIP tăng 8,5%. 7 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ở Việt Nam có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản phẩm gỗ và xuất khẩu gỗ của Việt Nam lên đến 8,1 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 5 thế giới về tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc về nhóm sản phẩm đồ gỗ có giá trị gia tăng cao là đồ mộc trong nhà và ngoài trời. Các sản phẩm gỗ của Việt Nam đã vươn tới 170 thị trường thế giới, 5 thị trường lớn là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ. Tại thị trường Hoa Kỳ, đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam chiếm khoảng 41% tổng giá trị nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nước này. Các sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam sẽ được hỗ trợ xúc tiến đầu tư và thương mại. Đây là một nỗ lực hợp tác mới giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thỏa thuận này đánh dấu một bước quan trọng trong việc phát triển thị trường cho sản phẩm công nghệ số trong nước và là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, xã hội số. Các hoạt động tăng cường triển khai gồm tuyên truyền, điều tra và khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, lựa chọn đặt hàng 10 sản phẩm, giải pháp dịch vụ công nghệ số tiêu biểu trong 10 lĩnh vực để thí điểm chuyển đổi số tại VCCI và các doanh nghiệp hội viên. Đây đồng thời cũng là hoạt động nhằm đánh giá và nhân rộng các sản phẩm Make in Việt Nam để mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Quý vị thân mến, chương trình Phát triển sản phẩm chủ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát sóng vào 10 giờ 50 phút thứ Hai và thứ Tư hàng tuần. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi để theo dõi quy trình sản xuất và những yếu tố làm nên thương hiệu các sản phẩm chủ lực của Hà Nội. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.